뭐야? 뭐야? 나나나 끌려. 아. Mày là gì? Uầy, chúng mày ơi. Cái em học viện Bá Vương Mobi này hay phết nhỉ? Chưa còn gì nữa. Học viện Bá Vương Mobi là cái game đầu tiên quy tụ hơn 100 nhân vật của 40 bộ truyện đình đám nhất mọi thời đại, tất cả tập trung ở trong một cái học viện. Nghe thôi đã thấy hay rồi. Uầy, game này đồ họa đẹp, tính năng lại còn đặc sắc, chơi sướng thật đi. Chưa kể, vừa đăng nhập vào game là nhận được bao nhiêu ưu đãi ngập tràn. Tặng ngay 1.000 lượt quay tướng miễn phí. Hơn nữa còn tặng VIP không giới ạ. Rồi, hay thế càng không. Rồi. Này, mấy người nhóc. Ừ. Đây, vào đây. Vào đây, bác bảo cái này. Nhanh. Ăn đường ạ. Chơi đây mày đấy. Ờ, cái ông bán hàng rong gần trường mình này. Bây giờ ra cả đây bán hàng này. Vào đây mua ủng hộ bác ít đồ này, đồ chơi súng nhựa này, sách vở các thứ, đồ trang trí có hết. Vào đây cái gì cũng có. Ui giời, bác lại lừa chúng cháu. Toàn mấy cái đồ chơi con nít này mua về vài bữa nó hỏng chứ làm gì được đâu. Bọn cháu không mua đâu. Bọn cháu hết tuổi chơi này rồi chú ơi. Đồ chơi trẻ con. Chết, mất thời gian lắm. Khoan đã. Thế là mấy đứa chúng mày thích kiểu đồ chơi mà cho người lớn chứ người trưởng thành đúng không? Được rồi, nhìn đây. Xin giới thiệu với chúng mày, đây là 4 thanh katana cháy phố. Ơ, cái katana này khác gì đồ chơi đâu. Ra đường có khi bị công an tịch thu đi chơi ấy. Đừng có nhìn mặt phát hình rong. Đây, trông có vẻ giống 4 thanh kiếm bình thường. Thật ra, chúng là những thanh kiếm biến hình mang cho mình sức mạnh rung chuyển thế giới. Nếu vào tay người tốt, thế giới sẽ được hòa bình. Còn nếu không, vào tay những kẻ ác, thế giới này sẽ bị hỏng luôn. Ủa, càng thế nhở? Còn gì nữa? Khi gặp được chủ nhân xứng đáng, những thanh kiếm này mới phát huy sức mạnh và biến chủ nhân của mình thành những hình dạng mà họ mong muốn. Đấy, nhìn thấy mấy anh nhóc của mày có tí tư chất, người ta mới bán cho. Không còn lâu. Ủa, thế cái katana mà khuấy đảo thiên địa này thì giá là bao nhiêu? 50.000 một cây. 4 cây là đi 250. Hả? Tạm tiền luôn. Này, hình như là mình bị cái ông bán kiếm lừa rồi hay sao ấy. Ông kiếm này biến hình cái nỗi gì? Chắc chắn đây là kiếm đồ chơi. Nó biết ngay là đồ vớ vẩn mà. Mất tôi là mình nhìn. Bực thế chứ này. Thôi, nhìn ông ấy bán đồ chơi cả ngày cũng tội. Anh em mua ủng hộ cũng được mà. Với cả lâu ngày tao cũng chưa cầm kiếm đồ chơi bao giờ. Hơi căng ấy, nhìn này. Đây, tao đây. Đây, ông này mọc buồn cười nhỉ. Trông như kiểu là cái bộ ghép đôi phố đi bộ ấy. Nhìn cái thanh kiếm kia quen, trông giống của anh em mình phết ạ. Ừ nhỉ, thằng này có khi là cũng bị ông kia ông lừa. Cuối cùng ta cũng tìm thấy rồi. Cái gì? Tìm cái gì? Tìm được 4 thanh kiếm còn lại trong ngũ đại bảo kiếm. Thế ông lão kia chưa nói về chúng mày à? Trên tay chúng mày chính là những thanh kiếm biến hình giống ta. 5 thanh kiếm này được một người thợ rèn chế tạo ra với một sức mạnh kinh thiên động địa. Có cả trong tay 5 thanh kiếm, chủ nhân của chúng có thể trở thành bá chủ thiên hạ. Ta là người may mắn sở hữu trong tay một thanh đại bảo kiếm và dành cả cuộc đời của mình đi tìm những thanh còn lại. Cuối cùng, ngày hôm nay ta đã tìm thấy rồi. Không lẽ như ông chú kia nói, đây chính là thanh kiếm biến hình thật sao? Anh em bình tĩnh. Có khi nào khi tên này là người của ông chú kia ấy đến để xít đinh lừa anh em mình đấy? Thế ông có cái gì để chứng minh cái sức mạnh mình cho chúng tôi xem nào? Hãy xem đây. Chạy đâu cho thoát.
ta phải đoàn kết lại để đấu với nó. Đúng, đúng thế. Chắc chắn kích hoạt được kiếm đây, phải có sự đoàn kết. 1, 2, 3, lên. Sao thế này? Phải làm thế nào bây giờ? Tất cả anh em bình tĩnh. Nếu kiếm của anh biến hình được thì kiếm của anh em mình chắc chắn là cũng có một cái năng lực nào đó. Được, để tao. Thử đi. Không lẽ nào mày cũng biết sử dụng năng lực của cái kiếm này? Ê. Xin lỗi, tao chưa làm chủ được sức mạnh. Tao mất bao lâu để sử dụng thanh kiếm biến hình này mà chúng mày nghĩ chúng mày vừa mới mua chưa kịp bốc tem mà đòi sử dụng sao? Chúng mày lùi lại đi, để tao. Xin lỗi vì đã không tiết lộ cho chúng mày sớm, nhưng mà ba đời nhà tao làm kiếm sĩ, chỉ có tao vẫn có thể sử dụng thanh kiếm này thôi. Hãy xem đây. Ôi trời ơi, mới còn quẩn nè, có tác dụng rồi đấy. Tao xin lỗi, nhà tao ba đời làm kiếm sĩ, nhưng mà đến đời tao là thất truyền rồi. Thất truyền rồi. Để hiểu được. Kiếm sĩ kiểu gì chém ai cả của nó. Đâu rồi, mày làm cái sao? Mày đi quá. Chúng mày để tao. Thế kia, người đã bao giờ nghe thấy Haki chủ kênh chưa? Tôi chết rồi. Lại là cái thằng Haki chủ kênh. Dâm ba thanh kiếm này, quá đơn giản. Yeah, tuyệt vời. 250 nha, đúng là Haki chủ kênh khác. Rồi, tao bị sao vậy? Cái gì cơ? Cả tao sao? Rồi, tao của mày, nó tự nhiên là một cái đầu môi. Đầu môi à? Trời ơi, cái này sao phải là tao ra? Chúng mày này người yêu bỏ là đúng rồi. Chúng mày đừng gạt tao này. Cái thằng kiểu gì đây? À, biết thương thương được kỷ niệm nữa. Mấy chú mày là mất thì sao của tao quá. Bông tao. Cuối cùng, ngũ đại bảo kiếm cũng thuộc về ta rồi. Ôi trời, chúng mày ơi, ta phải đưa kiếm cho hắn thôi, chứ không thì khó lòng một ta được bảo mất. Không được, mày không thể ăn nói. Là nếu sở hữu 5 thanh kiếm, hắn sẽ hủy diệt thế giới sao? Không đưa cho hắn được. Nhưng mà bọn mình có biết sử dụng thanh kiếm này đâu. Làm thế nào bây giờ? Lão thợ rèn. Lão thợ rèn, cuối cùng lão cũng xuất hiện. Lão có thấy ta đánh bại lũ nhóc của lão chưa? Chưa chắc nó dồn đâu. Cái gì? Ý lão là sao? Mấy thằng nhóc kia, để kích hoạt được thanh kiếm này, chúng mày phải sử dụng được trí tưởng tượng của mình. Phải tưởng tượng đến nguồn năng lượng gần gũi nhất thì nói biết anh nữa. Thì ra là thế. Sống không phải sống. Như thế mà không đi hiểu xem. Nói tuyệt ra hết thì làm sao mà dọn được. Sức mạnh gần gũi à? Thôi đúng rồi, đó chính là các nhân vật anime ở trong game Học Viện Bá Vương Movie anh em mình vừa chơi. Đúng, chúng ta sẽ cùng biến hình thành các nhân vật kiếm sĩ trong anime. Hợp lý, mỗi chúng ta đều có những nhân vật yêu thích. Cùng biến hình nào. Thanh kiếm phát sáng rồi. Bắt đầu giòn rồi đấy. Cái gì? Chúng mày nghĩ tao để cho chúng mày biến hình sao? Cái gì?
Ây, mày biến tất cả thành Kirito sao? Đúng vậy, Kirito là một tướng được cập nhật mới ở trong game Học viện Bá Vương Mobi và rất được yêu thích. Chỉ cần thích tướng nào là bạn có thể tăng sức mạnh cho tướng đó. Chúng mày dám lấy sức mạnh của thanh kiếm bên hình để làm mấy cái trò quy mưu này sao? Tao sẽ khô máu với chúng mày. Các kiếm sĩ, tiến lên nào. Vẫn chưa xong đâu. Và đây sẽ là đòn cuối cùng. Mọi người, thì ra đây chính là sức mạnh thực sự của thanh kiếm bên hình sao? Hắn bị đánh bại rồi. Chúng ta thành công rồi. Làm sao mà chúng mày có thể mạnh được như này? Đó là nhờ bọn ta chơi game Học viện Bá Vương Mobi. Ngươi tải thử chơi đi. Trước đây ta nhìn lầm ngươi nên mới giao cho ngươi thanh kiếm này. Ông lão, ông đừng có mà tự tin khái quá. Sẽ còn rất là nhiều kẻ muốn lăm le cướp kiếm của ông đấy. Có thể đấy, nhưng ta chắc chắn một điều, đó là lần này ta đã nhìn đúng người. Yes, hay lắm. Yeah, tất cả đừng vội mừng, hành trình bảo vệ thế giới còn ngay trước mắt và ta chắc chắn là nó không giòn đâu. Vì vậy tất cả các người phải đi theo ta để luyện tập sử dụng thanh kiếm này nhuần nhuyễn hơn nữa. Đã rõ chưa? Đã rõ. Đi theo ta. Những lời đàm tiếu qua loa linh tinh không thể cản bước được anh em subscribe cho kênh của Vinh Lê nha.